Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip test ánh sáng bóng XH-V70 V70 trên xe Lead 125. Đây là xe Lead 125 đời 2015. Và xe này mình đã gắn hoàn thiện bóng XH-V70 V70. Đây là hình ảnh thật của bóng V70 trên chó đèn của Lead 125. Bóng XHP 70V70 sử dụng hai chip LED XHP 50 version 2 ở mặt trên cho ánh sáng COS tối đa là 40W và mặt dưới sử dụng một chip LED XHP 70 version 2 cho công suất tối đa là 50W. Khi mà bật pha thì ánh sáng COS sẽ giảm 50%. Đây là chức năng rất là thông minh của nhà sản xuất, giúp chống quá nhiệt cho bóng đèn, giúp bóng đèn rất là bền bỉ. Và bây giờ mình sẽ bật ánh sáng lên cho các bạn coi. Bây giờ là 6 giờ chiều. Ở ngoài đường thì cũng còn rất là sáng. Mình sẽ chiếu vào nhà cho các bạn coi ánh sáng của bóng V70. Đây là ánh sáng COS. Đây là ánh sáng pha. Đặc điểm nổi bật của bóng V70 là pha có thể chỉnh cao hay thấp tùy theo sở thích của mỗi người. Khi chúng ta đẩy bóng đèn vào sau thì pha nó sẽ lên cao, và khi chúng ta thụt bóng đèn về sau thì pha nó sẽ thấp xuống đất. Đây là chức năng điều chỉnh tiêu cự tự do cho tất cả các loại đèn mới hiện tại bây giờ, giống như là L8, L9, Kenzo V9 và bây giờ là bóng V70 cũng có chức năng đó. Bóng V70 này thì khi chúng ta bật pha thì COS sẽ giảm 50%. Đây là chức năng chống quá nhiệt cho đèn, giúp cho đèn rất là bền bỉ. Đây là ánh sáng từ phía trước. Rồi. Pha. COS pha. Rồi. Tắt pha đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhận lắp đặt ngoài giờ cho các bạn làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 18 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, tức là 6 giờ tối đến 20 đến 9 giờ tối mỗi ngày. Thứ bảy và chủ nhật mình làm việc nguyên ngày. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau.